Dạ, yeah. Hiếu Phan Vlog xin mến chào tất cả vị khán giả thân thương trong và ngoài nước trở lại với bản tin trên kênh của Hiếu. Nội dung hôm nay cũng rất là hay, rất là thú vị, có liên quan đến 46 kênh YouTube mà chị Đinh Lan đã gửi đơn để mà tố cáo. Trong 46 kênh này, thì vị khán giả cũng biết là đã và đang ủng hộ cho bà Nguyễn Phương Hằng bất chấp cũng lên trên mạng vu khống, xúc phạm đến danh dự của chị Đinh Lan và những người khác, ở trong đó thì có thiền an Minh Bà vũ trụ. Thưa quý vị khán giả, thì uh, có 4 cái kênh ở trong 46 cái kênh này thì cũng đã được bên phía an ninh điều tra bộ công an chuyển về cho BC01 công an thành phố Hồ Chí Minh và công an quận Gò Vấp BA05 xem xét và xử lý bốn cái kênh trong 46 kênh này. Còn những cái kênh khác thì cũng đang được bên phía cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh theo dõi xem xét đồng tỉnh của những cái kênh này như thế nào thì họ cũng sẽ có cái hướng giải quyết trong thời gian sắp tới cái điều mà chúng ta cảm thấy vui ở đây là chị đinh lan quyết tâm là đưa những cái kênh youtube này đã lên trên mạng xã hội xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của người khác nếu mà không xử lý triệt để thì nó sẽ để lại một trong những cái hệ lụy không biết được trong tương lai sẽ như thế nào đây và đặc biệt là đối với giới trẻ họ sẽ học hỏi những cái kênh này để mà lên trên mạng xã hội có những cái sự chia sẻ tuyên truyền hay là những cái nội dung thông tin nó chưa có rõ ràng đúng sự thật á mà xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của người khác thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến người khác rất là nghiêm trọng và ảnh hưởng đến gia đình cũng như là công an việc làm của người khác thì cũng cần là phải xử lý giải quyết triệt để đối với cái những cái kênh này thưa vị À, qua đây thì Hiếu cũng xin chia sẻ cái bài viết của chị Đinh Lan để cho vị khán giả hiểu rõ hơn tình tự chi tiết ở trong cái nội dung của cái bài viết này và những kênh YouTube nào đang được là bên phía BC01 công an thành phố Hồ Chí Minh xem xét và xử lý. Thì trước khi vào nội dung chi tiết, Hiếu gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị cùng với gia đình của mình, lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc ạ. Thì ở đây chúng ta thấy rằng luật nhân quả là có thật thưa quý vị bởi vì những cái kênh này là những cái kênh cũng đã từng xúc phạm đến thiền a minh bầu vũ trụ đến bây giờ thì họ vẫn tiếp tục xúc phạm thưa quý vị đó thì hôm nay chị đinh lan quyết tâm là làm cho đến nơi đến trốn để mà kiện tụng những cái kênh này bắt buộc là các kênh này phải chịu trừng trị trước pháp luật thưa quý vị thì cái bài viết của chị đinh lan có nói như thế này cũng khá là hay, khá là chi tiết. Thì Hiếu xin chia sẻ cái bài viết của chị Đinh Lan để cho vị khán giả hiểu rõ hơn và vị khán giả cũng để lại một cái bình luận nhận xét nhé. Thì chị Đinh Lan nói là vụ án Nguyễn Phương Hằng cực kỳ phức tạp. Ngày 1 25 tháng 4 năm 2023 hết hạn tạm giam Nguyễn Phương Hằng nhưng vẫn chưa kết thúc điều tra những đồng phạm là những youtuber mà Đinh Lan tố cáo theo từng cặp. Mà A09 An ninh điều tra Bộ Công an chuyển về BC01 Công an thành phố Hồ Chí Minh Và BC01 Công an thành phố Hồ Chí Minh Chuyển về Công an Gò Vấp Và BA05 Như sau Thứ nhất là kênh Võ Minh Điền uh, Vlog Đó là kênh Điền Võ Vlog đó thưa quý vị khán giả Và từ Tuấn Hiệp Kênh Lạc Phong Đi Dubai để giải cứu Nguyễn Phương Hằng uh, Thông báo chuyển của A09 Bộ Công an. Thứ hai là kênh Quấn Bình Dương và Kiệt Tuấn Đạt, kênh Lời Nói Thật, thông báo chuyển của A09 Bộ Công an và cho vụ 1 Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao giám sát. Thứ ba là Đỗ Thị Hương, kênh Hương Quảng Châu và Thanh Nguyền Vlog, thông báo chuyển của BC01 Công an thành phố Hồ Chí Minh chuyển về cho Công an quận Gò Vấp. Thứ tư là Nguyễn Tài Pháp kênh tới công chuyện TV thông báo chuyển của BC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho công an quận Gò Vấp cho cái vụ là đánh bà Đinh Thị Chuyên ngày 9 tháng 2 năm 2022, thương tật 20%, chưa đưa kết quả điều tra. Thứ năm, còn 46 kênh trừ những tên vừa nêu trong 1234 ở trên trong danh sách thì BC01 Công an Thành phố Hồ Chí Minh và BA05 đang theo dõi tiếp các hành động tiếp theo. Các đối tượng lợi dụng mạng xã hội đi vu khống và làm nhục người khác nếu chưa xử lý chắc chắn tội rất nặng theo điều 331 chứ không còn là 155 hay là 156 nữa đâu. Tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của cá nhân như Đặng Thị Hằng Ni hay Trần Văn Sĩ và 46 YouTube đang tấn công Đinh Lan thì chắc chắn sẽ bị xử lý. Trước khi Hàng Ni bị bắt 2 ngày, cô ấy đã lên clip là người bị hại. Tôi có quyền yêu cầu giám định tâm thần đối với bà Nguyễn Phương Hằng không? Clip đó là giọt nước tràn ly trong tội danh 331 giờ Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang xem xét việc người bị hại trở thành người hại mình nên không biết kết thúc điều tra Nguyễn Vương Hằng hay trả hồ sơ để khởi tố thêm đồng phạm và hàng chục youtuber mà đã sát cánh cùng ông Quỳnh Quy Dũng và bà Nguyễn Vương Hằng đi Hà Nội để làm náo loạn trốn uy nghiêm như là lăng chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội, đền Hùng Phú Thọ, đền Trạng Trình, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng. Tổ chức này đi đến đâu cũng kêu gào, kêu sao kê từ thiện và vợ chồng ông Quỳnh Huy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng đứng lên đấu tranh. Đó, đây là cái bài viết của chị Đinh Lan New uh, 46 kênh uh, YouTube được là bên phía an ninh điều tra bộ công an thì cũng đã chuyển hồ sơ về cho BC01 công an phố Hồ Chí Minh và BC01 cũng đã chuyển về cho uh, A BA05 quận Gò Vấp xem xét và xử lý đối với bốn kênh trong 46 kênh này, thưa quý vị khán giả đó thì luật nhân quả kiến ăn cá thì cá ăn kiến đáng lẽ ra thì chị Đinh Lan cũng nên là nêu thiền an minh bầu vũ trụ hay là thầy ông nội trong đây luôn bởi vì những cái kênh này cũng đã từng uh, xúc phạm đến danh dự uy tín của thầy ông nội rất là dữ dội đúng không ạ à? thì uh, những cái kênh này ủng hộ bất chấp cho bà Nguyễn Phương Hằng trong khi đó thì quý vị khán giả cũng biết là cái vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng cũng cực kỳ nghiêm trọng ở đây đó là lên trên mạng xã hội suốt một thời gian dài để mà du khống bịa đặt những cái câu chuyện sự việc nó chưa có được kiểm chứng rõ ràng để mà du khống bịa đặt xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của người khác đó thì chúng ta thấy rằng quả báo luật nhân quả là có thật thưa vị chỉ giỏi ăn hiếp thì ngay mình bầu trụ thôi chứ còn đụng đến đinh lan là hơi bị mệt rồi đó đúng không ạ à? đó là cái thông tin có liên quan đến danh sách một số kênh youtube mà đinh lan đã tố cáo được bên phía an ninh À, điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận và chuyển hồ sơ về cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là nơi địa phương đó à, xem xét và xử lý thưa quý vị khán giả thì chúng ta cũng hy vọng là bên phía cơ quan cảnh sát điều tra đặc biệt là bên phía công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đưa ra một cái quyết định là xử lý những cái kênh này như thế nào để cho dư luận được biết và cũng mong rằng là làm trong sạch mạng xã hội với những cái thông tin những kênh YouTube những cá nhân những thành phần mà đã và đang bịa đặt cái câu chuyện để mà vu khống xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của người khác thì cũng phải có cái hướng xử lý triệt để đúng theo quy định của pháp luật để trả lại một cái không gian mạng trong sạch ở đây đúng không quý vị khán giả thì theo quý vị khán giả nhận định như thế nào cho cái câu chuyện này thì cũng rất mong là quý vị khán giả để lại một bình luận nhận xét à quý vị khán giả có vui hay không fan thiền am nghe cái thông tin này có hả hê hay không bởi vì đây là những kênh youtube xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của thiền am nói chung và thầy ông nội nói riêng thưa quý vị khán giả bởi vì uh, có rất nhiều vị khán giả cũng thắc mắc là tại sao thiền am mình vào vũ trụ không đi kiện tụng những cái kênh này thì ở đây thì hiểu cũng đã từng nói rồi thầy ông nội nói là những cái kênh youtube này nếu mà xúc phạm đến thầy nếu mà họ có được chén cơm manh áo lo cho gia đình của họ lo cho vợ con của họ thì họ cứ việc họ làm luật nhân quả thì họ phải gánh chịu thưa vị chứ thiền am là cái nơi tu hành họ không có tham sân si hay là thưa kiện gửi tụng làm chi đối với những thành phần tổ chức cá nhân hay là những kênh youtube này nhưng mà hôm nay thì đinh lan cũng đã thay mặt cho tất cả những người ở đó thì có thiền a mình vào vũ trụ đã bị những cái kênh youtube này vu khống xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của họ thì chị đinh lan cũng rất là mạnh tay và bắt buộc là bên phía cơ quan chức năng phải điều tra xem xét kỹ lưỡng và trừng trị những cái kênh này đúng theo quy định của pháp luật thì chúng ta cũng cảm thấy rất là vui và cũng xin cảm ơn bài viết của chị đinh lan rất là nhiều đã uh, chia sẻ cho chúng ta được biết những cái kênh nào đang được bên phía cơ quan chức năng cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đang xem xét và xử lý thì trong thời gian sắp tới có kết quả như thế nào thì Hiếu vẫn tiếp tục cập nhật để gửi đến cho tất cả vị khán giả được biết. Rất mong là vị khán giả luôn đồng hành cùng với Hiếu, yêu thương thiền an minh Vũ trụ đi tìm những bằng chứng chứng cứ minh quan cho họ cũng như là phản biện lại những cái thông tin mà suốt thời gian qua họ vu khống bị đặt cho thiền an minh Vũ trụ là có hành vi quan hệ viết thống, loạn luân vân vân thì chúng ta cũng nên đoàn kết lại với nhau có cái tiếng nói chung là phản biện lại những cái thông tin đó qua đây thì Hiếu cũng xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều luôn yêu thương và đồng hành ủng hộ cho kênh của Hiếu xin cảm ơn rất là nhiều à một lần nữa cuối video Hiếu mến chúc tất cả quý vị cùng với gia đình của mình lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe tân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc còn bây giờ xin kính chào tạm biệt xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào trong những video mới nhất.